Vâng, xin kính chào tất cả quý vị, anh chị, các bạn. Trong khoảng thời gian này, ở khu di tích Đình Đền Bổng Điền, xã Tân Lập, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đang tổ chức lễ hội truyền thống. Và thưa với quý vị, cũng là trong thời điểm này thì năm nay Bổng Điền tổ chức khai hội truyền thống, đồng thời là long trọng đón bằng công nhận lễ hội Bổng Điền là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Và trong khoảng thời gian này, chúng tôi sẽ chia sẻ những thước phim, những hình ảnh không khí sôi động tại lễ hội Bổng Điền để truyền tải đến tất cả quý vị, anh chị, các bạn. Xin mời tất cả quý vị, anh chị và các bạn cùng chú ý quan tâm theo dõi. Vâng, ông ơi, cháu chào ông. Vâng. Năm nay làng ta phấn khởi quá ông nhỉ? Vâng. Cháu được biết rằng là lễ hội Bổng Điền năm nay được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Vậy thì ban tổ chức lễ hội và không các bác ở trong làng thì đợt này sẽ tổ chức chương trình cụ thể là như nào không? Báo cáo với anh là năm nay là cũng rất vinh dự cho cán bộ nhân dân xã Tân Lập nói chung và những cán bộ nhân dân làm Bổng Điền chúng tôi nói riêng đấy, là khu di tích Đình Đền Bổng Điền xã Tân Lập là cái di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia được nhà nước công nhận từ 14 tháng 11 năm 1989. Đình ấy là nơi thờ những vị tướng công, tĩnh bộ tướng quân và tập bộ tướng quân là tướng của thời vua Hùng Vương. Còn đền là nơi thờ nữ tướng Quế Hoa công chúa, tướng của thời kỳ Hai Bà Trưng. Tại cái quần thể di tích này đấy, thì như vậy là ngay từ tiền cổ để ghi nhớ cái công ơn của nữ tướng Quế Hoa, thì làng là thường tổ chức lễ hội truyền thống vào dịp trung tuần tháng 3 âm lịch hàng năm để tưởng nhớ cái ngày nữ tướng Quế Hoa xuất quân đánh giặc. Thế thì với cái tư liệu lịch sử sẵn có của địa phương và với cái lễ hội truyền thống của quê hương, thì năm 2023 cũng là chương hội, thì cách đây đúng một năm là được sự nhất trí của Sở Văn hóa Thông tin Thể thao tỉnh Thái Bình nhất trí cho Tân Lập làm các cái thủ tục để công nhận như vậy là lễ hội truyền thống Bổng Điền là cái di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Sau một thời gian như vậy là 5 tháng tiến hành làm các tư liệu, thì với cái tư liệu cũng đã sẵn có rồi, cho nên là được sự giúp đỡ của tất cả các cái tổ chức cũng như là cá nhân, mà đặc biệt là cái tư liệu lịch sử, thì tới ngày 10 tháng 11 năm 2023 là Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã chính thức đưa chứng nhận đưa lễ hội truyền thống Bổng Điền vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Và đến ngày 17 tháng 11 năm 2023, nhân ngày di sản của Việt Nam, thì như vậy là Sở Văn hóa Thể thao Du lịch đã chính thức trao bằng chứng nhận đó cho xã Tân Lập. Và năm nay thì nhân kỷ niệm 1984 năm ngày khởi nghĩa của Hai Bà Trưng và 1982 năm ngày nữ tướng Quế Hoa xuất quân đánh giặc, và cũng là kỷ niệm 35 năm ngày di tích lịch sử này được nhà nước công nhận là di tích quốc gia, thì được sự nhất trí của Ủy ban nhân dân huyện và Phòng Văn hóa Thể thao Du lịch huyện Vũ Thư, thì như vậy là xã Tân Lập tiến hành tổ chức cái lễ đón nhận chứng nhận lễ hội truyền thống Bổng Điền là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Với cái tinh thần đó, cán bộ và nhân dân làm Bổng Điền chúng tôi là đã chính thức thông báo rộng rãi tinh thần này với toàn thể trên toàn đại chúng tỉnh và của huyện. Wow.
đó là trong cái buổi tối ngày hôm qua là chúng tôi có hai nội dung lớn, một là lễ đón nhận chứng nhận lễ hội truyền thống Hồng Liên xã Tân Lập là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và chính thức khai mạc lễ hội truyền thống Chương Hội năm 2020. Thì tinh thần của cán bộ nhân dân là rất phấn khởi, với tinh thần như vậy là truyền thống để nhớ ơn ngày nữ tướng Quế Hoa, người con gái yêu quý của quê hương đã xuất quân đánh giặc giúp nữ Trương Vương để cùng với tất cả các nơi là hoàn thành cái việc giải phóng 60 năm phụ nữ, xây dựng độc lập trên bờ cõi nước Nam Lĩnh Nam. À, tháng 3 này chúng ta có ngày 10 tháng 3 là ngày Dỗ Tổ Hùng Vương, và cũng là ngày tháng 3 này quê hương Thái Bình chúng ta thì tổ chức nhiều cái lễ hội. Mới đây thì ở huyện Hưng Hà là cũng tổ chức lễ hội đền Tiên La thờ nữ tướng của Hai Bà Trưng cùng thời, còn ở trên quê hương Tân Lập mình nơi đây là thờ nữ tướng Quế Hoa. Hôm nay thì chúng ta sẽ tổ chức lễ rước nước phải không? Vâng, thì tinh thần thì báo cáo với anh là theo chương trình kế hoạch mà lễ hội mà đã được tỉnh ủy ban nhân dân huyện và phòng văn hóa thông tin thì hôm nay là ngày 13 chúng tôi sẽ tiến hành là khởi kiệu ra bến Sông Hồng để thỉnh kinh rước nước để theo đúng truyền thống của quê hương. Thế còn mọi năm đấy là chúng tôi ngày 15 là sẽ rước ngày năm, nhưng mà thì là theo chương trình của kế hoạch của xã Tân Lập đã định đấy là cứ 3 năm tổ chức lễ hội một lần. Do vậy cho nên là năm nay đấy là chúng tôi chỉ sau khi đón nhận cái chứng nhận về lễ hội truyền thống là di sản thì chúng tôi sẽ tổ chức rước ngày hôm nay đúng giờ ngọ, sẽ tiến hành như vậy là làm thủ tục lấy nước, và nước đó sẽ được đưa vào đựng vào các chiếc chóe, đưa vào đình, vào đền và chùa để trong năm thì cứ ngày mùng 1 thứ năm người dân trong địa phương sẽ đến để xin nước, và chủ yếu là lấy nước của đình của đền về để cầu an mạnh khỏe và làm ăn phát tài. Lộ trình là mình sẽ đi rước đoàn rước nước là sẽ đi từ đền và ra thẳng bến sông Hồng hay là có qua di tích nào không ạ? À không, như vậy là hôm nay là chúng tôi chủ yếu là hành trình một nẻo đi từ đây ra đến bến phà cũ đấy. Đấy, sau đó là đi trên các cái mấy cái thang phà và bên cạnh đó là có rất nhiều thuyền, thì trên cờ cũng có trang trí rất đầy đủ. Thế còn riêng về công tác an toàn thì báo cáo với anh là chúng tôi đảm bảo công tác an toàn, tức là tất cả các cái phà, người ngồi trên phà hoặc người chỉ ngồi trên đò đều có phao. Như vậy là ban tổ chức sẽ bố trí là mấy phà và đưa mấy kiệu để di hành trên sông ạ? Kiệu là khi đoàn 6-7 kiệu ra đấy thì như vậy là 6 kiệu là vào tập kết tại đền Đức Ông. Thế còn mỗi kiệu Phật là đi xuống hết phà. Thế sau đó là có tất cả mọi người đến để như vậy là làm cái thủ tục tục kinh. Mà chúng tôi là bố trí 3 cái phà. 3 phà. Một phà to là trọng tải là tức là sức tải là 170 người. Vâng. Nhưng chúng tôi chỉ bố trí là một nửa thôi. Vâng. Tức là 80 người. Vâng. Thế và một phà như vậy là 70 người, nhưng tôi chỉ bố trí là 30 người thôi. Đấy, tinh thần để đảm bảo an toàn. Vâng, tuyệt vời quá. Vâng, xin cháu cảm ơn ông ạ. Vâng. Vâng, xin chào ông và quê hương ta và lễ hội thành công rực rỡ. Vâng, xin cảm ơn phóng viên. Thank you.